con gái mà cần chi phải học cho nhiều con. Hay là con nghỉ học đi, con vô làm chỗ má nè, rồi có tiền để phụ trên hai con học. Chứ mình má, má lo đâu có nổi. Vậy còn anh ba, tại sao anh ba vẫn đi học? Thì anh ba con nó là con trai, sau này nó là trụ cột của gia đình, cho nên nó cần phải học cho nhiều. Còn con... Cả nhà ơi, con được học bổng đi du học rồi nè. Trời ơi, vậy hả con? Dạ. Trời ơi, con trai má giỏi. Hai bổng rồi số 1. Trời ơi, con đúng là con trai cưng của má nghe. Không bao giờ làm cho má thất vọng hết trơn á. Anh hai là nhất rồi. Phải rồi, mình phải tổ chức tiệc thật lớn ăn mừng nghe. Đúng rồi, mời bà con mình hết nghe. Tôi đứng ra tôi nấu cho. Anh hai giỏi quá à. Khi nào rảnh á, anh hai chỉ em cách kiếm học bổng nha. Nhưng mà có đậu á, con cũng có đi học được đâu. Ủa, sao vậy con? Sao đậu rồi mà không đi học được là sao? Sao nói má nghe coi. Thì học bổng á, nó chỉ lo phần học phí thôi. Rồi còn tiền ăn nè, tiền sinh hoạt nữa. Mấy cái đó mình phải tự lo hết, không phải chuyện nhỏ đâu. Vậy giờ sao giờ? Bỏ thì tiếc lắm. Học bổng đâu phải ai muốn cũng được đâu. Ba có cách nào không ba? Tôi có để dành một ít tiền để làm cái quỹ cho tụi nó vô đại học, nhưng mà ít lắm, không có đủ. Giờ sao đây ta? Không ấy, mình dồn hết số tiền đó để cho anh Thắng đi học đi. Còn Ngàn, khỏi đi học đi con, nghỉ đi nha. Nha con. Ủa má, má nói vậy là sao? Con cũng muốn đi học đại học, với lại con là học sinh giỏi ba cấp liền mà má. Con gái mà cần chi phải học cho nhiều con. Hay là con nghỉ học đi, con vô làm chỗ má nè, rồi có tiền để phụ trên hai con học. Chứ mình má, má lo đâu có nổi. Vậy còn anh ba, tại sao anh ba vẫn đi học? Thì anh ba con nó là con trai, sau này nó là trụ cột của gia đình, cho nên nó cần phải học cho nhiều. Còn con, con gái mà học cho nhiều làm chi? Chỉ cần lớn lên lấy chồng là đủ rồi. Nè, má nói vậy đó, đừng có cãi lời má. Má, thời buổi nào rồi mà má còn suy nghĩ cái kiểu đó? Con gái hay con trai gì á thì cũng đều phải có công danh sự nghiệp. Chưa kể con thấy anh ba năm nào cũng học đứng chót hết. Mày nói gì vậy? Tin tôi đập mày không? Thôi, nhịn nó đi. Con hơn thua với nó làm gì? Con không có được hỗn với anh ba con như vậy, cũng không nên so sánh. Nó là con trai, hơn nữa sau này nó là trụ cột của gia đình, nó cần phải học hành đàng hoàng, con hiểu chưa? Má, sao má nói kỳ vậy? Má phải công bằng với con chứ. Dù gì con cũng là con của má mà. Ba nói gì đi ba. Thôi, ba vô coi nồi thịt đã, ướp nãy giờ để lâu nó hư. Ba nhức đầu quá. Ba lúc nào cũng bỏ đi hết. Anh hai nó giúp giùm em đi anh hai. Đi mà anh hai. Em cũng muốn đi học đại học lắm. Thôi Út à, hay là em để anh đi du học đi. Sau này anh thành công á, anh sẽ lo cho em, chắc chắn sẽ không để em chịu thiệt đâu. Em không ngờ anh hai nói vậy luôn á. Thôi để má. An, anh hai con nói như vậy thì con cứ yên tâm. Nghỉ học đi làm đi con, rồi sau này anh hai sẽ lo cho con nghe con. Nha. Con không muốn dựa dẫm vào ai hết á. Con có tay có chân, con muốn tự mình làm. Nè đừng có hỗn nghe, con nói cái giọng đó với ai vậy? Bây giờ con hỏi má, cuối cùng con có phải là con của cái nhà này không? Hay là má nhặt con ở bãi rác về? Tại sao má đối xử với con như vậy? Con ghét má. Trời ơi. Nè An.
Út, Út, mày dỡ mày ra khỏi nhà luôn đi, đừng ở trong nhà nữa. Ôi trời ơi, trời ơi, con với cái nó làm tôi chết chết đi mà. Út giận anh hai hả? Thật lòng thì anh hai cũng khó xử lắm. Anh cũng không muốn Út nghỉ học đâu. Út có hiểu cho anh hai không? Em không có giận anh hai, chỉ là em buồn và tủi thân thôi. Tại sao cùng là con của má mà má đối xử không có đồng đều? Không có đâu Út, má cũng thương Út nhiều lắm á. Chỉ là má cũng có những suy nghĩ riêng thôi. Hay là vậy đi, anh hai sẽ không đi du học nữa, thì má sẽ không còn phải nghĩ nhiều, rồi ép Út nghỉ học. Đừng mà anh hai, anh hai học giỏi, không đi á thì uổng lắm. Vậy là đây là ước mơ cả đời của anh hai mà. Hay đừng có vì em mà bỏ học. Từ nay em sẽ tự kiếm tiền đi học, em sẽ không để má bận tâm nữa. Anh hai đừng suy nghĩ nhiều. Anh hai cảm ơn Út nhiều lắm. Út hãy cố gắng lên nha. Ừ, anh biết á, Út là người mạnh mẽ, Út chắc chắn sẽ làm được những điều mà Út muốn. Anh hai lúc nào cũng thương và ủng hộ Út hết đó. Út đừng buồn nữa nha. Thì ra chồng mình là Út An cũng ân tình như vậy. Em thấy anh hơi quá rồi đó. Út An nó chỉ muốn tốt cho anh hai thôi, anh làm gì làm quá lên vậy? Chuyện nhà anh em không có biết rõ thì đừng có xen vô. Em không biết con An nó ghê gớm như thế nào đâu. Nó là một đứa máu lạnh, không khác gì con quái vật hết. Chuyện này là sao? Anh quay qua đây nói rõ cho em nghe coi. Ôi, anh nói cho em nghe nha. Con An á, nó cho anh hai mượn tiền thì nay sẽ mang ơn nó mãn đời mãn kiếp luôn. Không thì không yên với nó đâu. Thiệt hả? Thiệt sao không thiệt? Sao ác quá vậy? Đó là lý do anh không bao giờ coi nó là người trong nhà, và muôn đời anh không bao giờ coi nó là em của anh. Em đừng bị vẻ bề ngoài của nó đánh lừa em nghe chưa? Anh hiểu rõ đó còn hơn ai hết. Em biết không, ngày xưa lúc còn nhỏ xíu, anh ấm nhơm ấm nhách, lúc nào nó cũng nghĩ nó bự con hơn anh hết, nó ăn hiếp anh đó. Dạ em biết rồi, có gì em sẽ cẩn trọng hơn. Còn ba nữa, anh thấy ba mình tự tung tự tác lắm. Không được, kể từ mai anh phải đặt ra quy tắc luật lệ mới cho ba mới được. Thôi anh, khó khăn lắm mình mới bình thường lại được với ba, anh đừng có kiếm chuyện nữa.